Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ là có hai chị có đem hoa đến viếng chú nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị. Hoa rất là đẹp luôn chú anh chị. Rất là đẹp. À, mình là shop hoa. Vậy là đó là chủ shop hoa thấy chưa? À, chủ nhưng mà shop của hoa. Ai ta? Của một khán giả không? Của khán giả nào chị? À, để chị đem vô đi thì thôi bây giờ cái tên kè ở đây nè. Cô Chen Đài Loan. Cô Chen Đài Loan. Dạ cô Chen Đài Loan. Ủa cái này nghe hoa viên á. Dạ. Dạ. Thì con gặp như 329. Rất là quý luôn cô chú anh chị. Thì hiện tại chiều ngày hôm nay thì có cô Chen Đài Loan kính viếng hai vòng hoa rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Rất là quý luôn. Một con heo quay và ba con gà. Vậy là hai heo. Đây là hoa thật luôn cô chú anh chị, rất là quý luôn. Khỏe bình an may mắn cô Chen. Rất là quý luôn cô chú anh chị. Thì cô Chen ở Đài Loan. Thì hiện tại bây giờ là 3 giờ rưỡi chiều của cô chú anh chị. Rất ban đêm với cái Thục Minh. Bây giờ là 3 giờ rưỡi chiều của chú anh chị, rất là quý luôn. Núi của nghệ thị Vũ Linh lại được nhân đôi. Sớm hoa mình ở đâu nhà mới thì nghệ thị Vũ Linh được rất nhiều khán giả yêu mến dành những cái phần quà rất là dạ. Sớm hoa mình ở Bình Dương. Chị em nha. Dạ dạ. Thôi hỏi chị em của chú chị. Hả? Hai chị em vô rồi. Ok, vâng. Khán giả đến mọi miền Tổ quốc, sáu cái gần sẽ được gặp biết đến số khóa của em ạ. Rất đẹp. Và bây giờ là hai chị vinh hoa vào bên trong mọi chúng là sĩ Vũ Linh của chú anh chị rất là quý luôn. Quá được. Quá tuyệt vời. Không còn gì để cô Trang, cô Trang ở Đài Loan chúng. Em quay gì vậy? Quá đẹp quá, đẹp quá, quay đi luôn. Quay đường đi. Hoa đẹp mà người cũng đẹp đường rồi. Anh thích thấy cái hoa tươi kia quay. Rồi chị đặt bên đây gọi qua rồi, cái bình bông ngã mọi người ơi. Quý luôn của chú anh chị. Thì hiện tại hai lãng hoa này là đỡ trưng hai bên của chú anh chị. Rất là quý luôn. Thì chiều ngày hôm nay là có cúng heo thịt heo quay của chú anh chị. Nét nét lắm qua màu đỡ sau lưng kìa. Rồi mình lại rất hoa. Cũng dán hai lạng hoa rất là đẹp luôn của chú anh chị. Các bạn biết hôm nay khán giả quay heo quay đến nhà mới. Chiều hôm nay là có cúng bia và heo quay của chú anh chị. Rất là quý luôn. Quá đẹp. Quá đẹp. Hoa của hôm nay chú anh Đài Loan cả nhà. Đài Loan. Hình đó đang em để gần em chụp cái chụp cái đây chụp cái đây dạ 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 dạ. Quá là tuyệt vời. Rất là quý luôn của chú anh chị. Hết tên luôn rồi. Hai lắng luôn. Hai em gái này. Rất đẹp ạ. Luôn rồi chú. Quá là xứng đáng cái ngày anh Vũ Linh đến với nhà mới. Quá là tuyệt vời. Quý vị con xá là chia vui cho anh Nghệ Thị Vũ Linh. Cái tình cảm tuyệt vời đó. Hai lãng hoa này là ở shop hoa chị em của chú anh chị, rất là quý luôn. Vào buổi chiều, chiều hôm nay là ăn mừng mộ cậu đã hoàn thành. Toàn lắm. Gió ở bên xã cũng như đóng ở ngoài nước dành những tình cảm rất tuyệt vời cho nghệ sĩ Vũ Linh. Hai bên hai qua vịt quái lần quái là hóa cái này hóa đến các ngày mới của cậu là cũng là hoành tráng nha mọi người. Hoa đè hoa tương chăm chăm rồi gửi về sắp hoa như quá là hoành tráng như vậy. Hoành tráng ở đâu nhá? Cũng vô cũng hoành tráng, cũng heo quay nữa rồi và bia nữa cô chú chị, rất là quý luôn. Hoành Văn Toản nhá. Chính bản thân người đưa tin cũng rất là vui trong cái ngày nghệ sĩ Vũ Linh được phản nguyện. Thì cô Chen ở Đài Loan này là đem hai lãng hoa rất là đẹp đến để kính viếng mộ mới của chú nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị, rất là quý luôn của chú anh chị. Trong nước và ngoài nước các mọi miền ngay như nghệ sĩ Vũ Linh. Thì phía trước là chú shop hoa chị em của chú anh chị 95% rồi. Thì chị cũng có chia sẻ rồi chị nói
Em cảm ơn mấy anh YouTube nha, chia sẻ giùm em. Nếu mà ai có nhu cầu đặt hoa tươi thì liên hệ bên em, số điện thoại này. Số điện thoại 0973747107 ạ. Dạ. Rồi em cho làm quen thì người ta hỏi có dập quen không? Có gì mấy anh đăng lên cái mình ghi cái số điện thoại ghi cho cái tên cái anh đó. Mà sắp tên gì? Dạ số em tên là Hoa Tươi Chị Em ạ. Dạ chị ơi, hai chị em hỏi là đó là phải là lần đầu mà mình hai chị gái giao cái tràng hoa đến mộ của con Năm đi xuất qua. Dạ không, tụi em có tặng nhiều. À cũng giao đây rất là nhiều rồi. Chị đọc lại số điện thoại đi. Dạ, số điện thoại là 0973747107 ạ. Rồi số điện thoại của chị gái bên đây. Số của chị á, số của chị á. Khán giả người ta hỏi là 5867 ạ. Rồi tối ai uống cà phê hẹn chị nha cả nhà. Ngày tiền này mong mọi người ạ. Mong hai chị có đôi lời chia sẻ với khán giả trên kênh sao. Chào hai chị. Có khán giả hỏi chị khoảng sáng có là chị nhớ kìa. Để chưa lấy chưa, giao hồ sơ luôn nha. Chúc chú chị. Chúc gì chi đuổi chi bắt thịt gà luôn. Thôi chị không hai chị chị về luôn. Hỏi tụi chị chưa? Hai chị luôn, hai chào. Chúng ta cùng nhau lên xe về là cửa hàng hoa để thôi luôn. Rồi rồi mời cả nhà lên xe luôn. Mời cả nhà lên xe luôn. Lên xe luôn. Lên xe. Rồi đi vô vậy. Rồi rồi anh em xuống lên xe đóng cửa cho chị luôn. Rồi nãy anh đóng cửa giùm chị luôn. Rồi chia sẻ tiếp tục. Trời ơi, lái xe luôn nha. Lái xe luôn. Đó nên dám lái xe luôn. Kết thúc video cả nhà. Rồi bây giờ thì tiếp tục vô trong vô trong vô trong rồi. Ôi cúp bóng cúp bóng. Có gì vậy? Cảm ơn cô Trang nhiều nhá. Cảm ơn cô Trang. Tình cảm cô Trang dành cho người thị phụ lính thì thay lời. Đây là hoa thật luôn của chú anh chị. Rất là quý luôn. Cảm ơn cô Trang nhiều. Bây giờ Vinh cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn Vinh kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo nha.